cả nhà, hiện tại máy này Long Phát order đang test và đóng nhanh dàn loa J9000S để giao về quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho anh Hưng. Nha, mình cùng theo cho anh em Long Phát audio bằng giao dàn loa J9000S về quận Tân Phú luôn ạ. Của hai mic bây giờ mấy anh em Long Phát Audio đang hướng dẫn cho anh Hưng cách sử dụng dàn loa J9000S. Tây Long Phát Audio cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc luôn quan tâm yêu mến và đồng hành cùng Long Phát Audio suốt thời gian qua. Bye bye.